hai người bạn đang đi qua sa mạc. Trong cuộc hành trình có xích mích, một người đã tát vào mặt người còn lại. Người bị tát bị tổn thương, nhưng không nói bất cứ điều gì. Anh ta viết trên cát: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ tiếp tục đi bộ đến một ốc đảo và quyết định tắm rửa. Người bị tát đã bị mắc kẹt trong vũng bùn và bắt đầu chết đuối, nhưng bạn của anh ta đã cứu anh ta. Sau khi anh ấy bình phục, anh ấy đã viết lên một hòn đá: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi." Người bạn kia thấy lạ liền hỏi: "Tại sao khi tôi làm tổn thương bạn, bạn đã viết trên cát và bây giờ bạn lại viết lên đá?" Anh bạn liền trả lời: "Khi bạn làm tổn thương tôi viết nó xuống cát, nơi những cơn gió tha thứ có thể xóa đi. Nhưng khi bạn cứu tôi phải khắc nó vào đá, nơi không có cơn gió nào có thể xóa chúng được."